Ave Danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Ave Danh. Xin chào tất cả các em học sinh lớp 12. Thầy trò chúng ta cùng gặp lại nhau trong chương trình khóa ôn tổng ôn lớp 12. Như vậy là cái khóa tổng ôn này nó sẽ cũng dựa một phần trên nền tảng của cái khóa nền tảng. Thế thì các em chú ý là để đảm bảo cho cái đơn vị kiến thức nó thông suốt, thế thì cái khóa tổng ôn này sẽ cung cấp cho các em những cái kiến thức cơ bản nhất, nền tảng nhất để chúng ta có thể tiến sang cái phần đọc hiểu và làm bài một cách tốt nhất. Thì sau đây chúng ta tiếp tục đi vào nội dung của bài tiếp theo. Hôm nay thì chúng ta sẽ học bài Tây Tiến. Và thầy cũng sẽ đơn giản hóa theo cái hình thức cho chúng ta đấy là sơ đồ Tây Tiến. Tây Tiến của Quang Dũng. Thế thì một số những kiến thức cơ bản về bài thơ Tây Tiến và nhà thơ Quang Dũng thì các em cũng đã tìm hiểu rồi, đúng không? Đấy. Cái quan trọng nhất là khi mà chúng ta nghĩ đến bài thơ Tây Tiến và chúng ta liên tưởng đến nhà thơ Quang Dũng thì chúng ta, ở trong đầu chúng ta có những cái đơn vị kiến thức nào và chúng ta định hình được cái kiến thức nào, đúng không ạ? Đấy. Thế thì cái đầu tiên mà thầy cùng với chúng ta tìm hiểu đó là vài nét về tác giả Quang Dũng, đúng không? Về tác giả. Về tác giả Quang Dũng thì chúng ta cần nắm được những cái đơn vị kiến thức nào. Cái này thì thầy cũng đã khái quát cho các em rồi, đúng không? Đấy. Có nhiều nhà thơ sáng tác rất nhiều và họ cũng nổi tiếng. Nhưng mà có những nhà thơ họ sáng tác không nhiều, thậm chí chỉ cần một bài thơ thôi, đúng không? Đấy, cũng để lại một cái đời thơ cho họ. Thì Quang Dũng là một trường hợp như vậy, đúng không? Đấy, chúng ta biết đến Quang Dũng chủ yếu qua Tây Tiến. Và Quang Dũng nổi tiếng nhất cũng qua Tây Tiến mà thôi. Như vậy là một bài thơ đã làm lên một đời thơ, có đúng không? Và có một ý kiến đánh giá rất là sắc đáng về Quang Dũng thế này. Nếu chọn ra 10 nhà thơ tiêu biểu nhất của thơ ca kháng chiến, có thể Quang Dũng không có tên. Đấy, đấy là vế thứ nhất. Cái vế thứ hai là nhưng nếu để chọn ra 10 bài thơ tiêu biểu nhất của thơ ca kháng chiến, không thể không nhắc đến Tây Tiến. Chúng ta thấy chưa? Đấy. Như vậy là gì ạ? Nếu kể tên 10 nhà thơ tiêu biểu nhất của thơ ca kháng chiến, có thể không có Quang Dũng, nhưng chọn ra 10 bài thơ tiêu biểu nhất của thơ ca kháng chiến, không thể không có Tây Tiến. Như vậy là người ta đánh giá đề cao bài thơ Tây Tiến, mà bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng, có đúng không? Đấy, như vậy là một hiện tượng là một bài thơ đã làm nên một đời thơ, đúng không? Thì Quang Dũng là trường hợp như thế. Thế thì khi nhắc đến Quang Dũng thì các em chú ý là chúng ta nhắc đến một nghệ sĩ làm sao ạ? Đa tài, có đúng không? Đấy. Cái thứ nhất là một nghệ sĩ đa tài. Đấy, một nghệ sĩ đa tài. Đa tài ở đâu? Làm thơ, viết văn, vẽ tranh, sáng tác nhạc, soạn kịch, nghiên cứu, phê bình lý luận văn học. Đấy là đa tài. Đa tài là nhiều tài. Quang Dũng ở một khía cạnh nào đó thì giống với Nguyễn Đình Thi, có đúng không? Nhưng mà cái điều mà làm nên Quang Dũng, tên tuổi của Quang Dũng lại là thơ. Mà thơ thì lại là Tây Tiến, có đúng không? Đấy, chúng ta lại quay trở lại với cái luận điểm đó là một bài thơ và một đời thơ, nó là như vậy. Yeah. Cái thứ hai là nhắc đến Quang Dũng là người ta nhắc đến một cái hồn thơ phóng khoáng, lãng mạn, hồn hậu. Phóng khoáng, lãng mạn, hồn hậu, đúng không? Đấy, những cái đó thì chúng ta không thể thiếu nhá. Vừa phóng khoáng, vừa lãng mạn, tài hoa, nhưng mà rất đỗi hồn hậu. Nghĩa là đọc thơ của Quang Dũng, cụ thể là bài thơ Tây Tiến, người ta thấy có một cái gì đấy nó ấm áp, đúng không? Mặc dù cái hoàn cảnh là chiến trường, là chiến tranh, là chết chóc, là đau thương, đúng không ạ?
Đấy. Cái thứ đó là gì ạ? Nhắc đến Quang Dũng, đúng không? Thì người ta thường liên tưởng đến một cái đề tài mà ông tập trung miêu tả, tập trung khắc họa, đó là đề tài về người lính, về người lính. Đấy. Và bài thơ Tây Tiến này cũng là một cái ví dụ điển hình như vậy. Như vậy là về tác giả thì chúng ta chú ý cho thầy là hai cái ý cơ bản, đó là một nghệ sĩ đa tài, đúng không? Đấy. Và cái thứ hai là gì ạ? Hồn thơ phóng khoáng lãng mạn, hồn hậu tài hoa. Đấy. Thế thì hai cái ý đấy nó sẽ đảm bảo cho chúng ta khi chúng ta giới thiệu về Quang Dũng trong phần mở bài, đúng không? Ví dụ người ta yêu cầu chúng ta phân tích một đoạn thơ nào đó. Đấy, ví dụ như là một đoạn thơ nào đấy trong 14 câu thơ đầu. Đấy, hoặc là 4 câu thơ trong cái phần chân dung người lính Tây Tiến, thì ở phần mở bài chúng ta có thể có những cái đoạn giới thiệu rất hay mà đầy đủ về Quang Dũng. Ví dụ nhắc đến Quang Dũng, ta nhắc đến gì ạ? Một nghệ sĩ đa tài. Nhưng cái để cho bạn đọc nhớ đến Quang Dũng nhiều hơn, dày hơn, ấn tượng hơn chính là thơ ca. Mà nhắc đến thơ ca của Quang Dũng, người ta nghĩ ngay đến Tây Tiến, bởi vì bài thơ này đã làm nên đời thơ của ông. Được chưa? Đấy, đúng không ạ? Thế thôi, đúng không? Đấy là về tác giả. Cái thứ hai là về tác phẩm, nghĩa là về bài thơ. Về bài thơ thì chúng ta cần nắm được những nội dung nào? Cần nắm được nào? Đó là gì ạ? Đầu tiên thì chúng ta phải rõ cái danh từ Tây Tiến. Đây là một đơn vị quân đội được thành lập đầu năm 1947. Có đúng không? Vậy thì Tây Tiến là tên của một đơn vị bộ đội được thành lập đầu năm 1947, có nhiệm vụ phối hợp với bộ đội Pathet Lào để bảo vệ biên giới Việt Lào. Đúng không? Đấy, và cái địa bàn hoạt động rất là rộng lớn. Đấy, và lúc này thì Quang Dũng làm đại đội trưởng của cái đoàn quân Tây Tiến này. Và cái đối tượng của trong cái đoàn quân Tây Tiến này chủ yếu là học sinh, sinh viên Hà Nội. Chúng ta phân biệt giữa đối tượng người lính trong bài thơ Tây Tiến với đối tượng người lính trong bài thơ Đồng Chí của Chính Hữu nhé. Đấy, cùng là người lính, đúng không? Nhưng mà đối tượng nó khác nhau. Vì đối tượng nó khác nhau cho nên cái tâm hồn nó khác nhau, cái chất nó khác nhau. Thầy đã nói một lần rồi, đúng không? Người lính trong bài Đồng Chí đa số là những người nông dân chân lấm tay bùn, xếp cày, xếp cuốc, xếp liềm, xếp dao một chỗ để đi giết giặc. Thế còn người lính trong Tây Tiến thì xếp bút nghiên theo việc đào cung. Có đúng không? Và đa số người lính trong Đồng Chí là có vợ rồi, có gia đình rồi, 4-5 con rồi, đúng không? Đấy, và khi mà đi chiến trường những lúc rảnh rỗi thì họ nhớ về mẹ đĩ ở quê, đúng không? Đấy, nhớ giếng nước, gốc đa, sân đình, đấy, quả cà, đấy, bờ ao, phên rộng. Thế còn người lính trong Tây Tiến khi mà rảnh rỗi, họ nhớ về người yêu, họ làm thơ, họ vẽ tranh, nhớ về hàng cây góc phố Hà Nội. Nó khác nhau, có đúng không? Cho nên là cái nhân sinh quan, cái quan điểm thẩm mỹ nó khác nhau, đúng không ạ? Đấy, chúng ta chú ý một điều như thế. Đấy. Thế thì lúc này Quang Dũng làm đại đội trưởng của cái đơn vị Tây Tiến này, và đối tượng là chủ yếu là học sinh, sinh viên, đúng không? Sang đầu năm 1948 thì do tính chất yêu cầu hoạt động thì Quang Dũng chuyển sang đơn vị khác để thành lập binh đoàn 52, có đúng không? Đấy. Và một buổi chiều ngồi ở Phù Lưu Chanh, một làng của Hà Đông, Hà Nội bây giờ, nhớ về đồng đội, nhớ về những người chiến sĩ cùng với mình gắn bó, thì Quang Dũng đã sáng tác bài thơ này, đúng không? Thế còn nhan đề Tây Tiến, ban đầu bài thơ này có tên là Nhớ Tây Tiến, đúng không? Nhưng về sau đưa vào tập Mây Đầu Ô thì Quang Dũng đã bỏ từ Nhớ đi, chỉ còn là Tây Tiến thôi. Lý giải cho điều này thì thầy cũng đã truyền đạt cho các em rồi. Đó là gì nhỉ? Chúng ta nhắc lại nào. Đó là gì ạ? Toàn bộ cái bài thơ Tây Tiến này là nỗi nhớ.
là nỗi nhớ da diết của Quang Dũng về mảnh đất miền Tây và đoàn quân Tây Tiến. Và nỗi nhớ đấy nó cứ gõ về theo nhịp trái tim, tâm hồn của Quang Dũng, từng hình ảnh một hiện lên rất cụ thể, sinh động, lãng mạn, hài hòa và hào hoa, bi tráng. Cho nên từ nhớ cho vào bài thơ là thừa, có đúng không? Bởi vì là ngôn ngữ thơ, kể cả nhan đề, nó cũng phải là một sự chắt lọc, đúng không em? Đấy, nó phải là một sự chắt lọc. Cho nên là để từ nhớ là thừa nhá, để từ nhớ là thừa, không cần nhớ nữa mà nó vẫn là nỗi nhớ đấy thôi, đúng không? Đấy, đấy là về về bài thơ. Thêm một cái điều nữa, đó là gì ạ? Là cái cảm hứng chủ đạo. Cảm hứng chủ đạo của bài thơ như thầy đã nói, đó là gì ạ? À, đó là cái nỗi nhớ về mảnh đất miền Tây, về đoàn quân Tây Tiến, là tình cảm của Quang Dũng dành cho Tây Tiến, dành cho những người lính. Mà những người lính đó bây giờ hiện tại người còn người mất, cũng có thể không ai còn. Họ đã nằm lại chiến trường, gửi thân xác với mồ viện xứ, đúng không? Nhưng đấy là cái tình cảm của Quang Dũng. Nó như một cái nén nhang thắp lên giữa trời Hà Nội, hướng về Tây Tiến với một lời thề, một lời hứa danh dự về sự thủy chung son sắc của con người, đúng không? Đấy là những điều mà các em cần phải ghi nhớ. Một cái nữa, đấy là khi mà tìm hiểu sang vấn đề nội dung thì nội dung bố cục của bài thơ nó rất là rõ rồi, đúng không? Nó chia làm 4 phần, đúng không? Và cái nội dung của nó sẽ tương ứng như thế nào? Cái thứ nhất đó là 14 câu đầu. 14 câu đầu. 14 câu đầu là gì ạ? 14 câu thơ đầu là nỗi nhớ da diết của Quang Dũng về mảnh đất miền Tây và đoàn quân Tây Tiến. Có đúng không? Và mảnh đất miền Tây nó hiện lên như thế nào? Đoàn quân Tây Tiến hiện lên như thế nào? Thì được tác giả khắc họa trong 14 câu thơ này một cách khái quát. Hai câu đầu, các em chú ý, hai câu đầu là gì ạ? Là thể hiện nỗi nhớ. Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi, nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi, ơi chơi vơi, nhớ nhớ. Phân tích thơ là vậy, phân tích thơ là chỉ ra các dấu hiệu từ ngữ, biện pháp nghệ thuật để tìm đến nội dung, đúng không? Vậy chúng ta thấy cách gieo vần Sông Mã ra rồi Tây Tiến ơi như một lời gọi, và cái từ xa rồi nó như một tiếng thở dài, à Sông Mã đã xa mình rồi, đúng không? Bây giờ nó chỉ là nằm trong hoài niệm, cho nên nhớ nó mình gọi thôi, ơi. Rồi nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi, động từ nhớ được lặp lại 2 lần. Và cái từ chơi vơi nó gieo vần với cái từ ơi ở dòng thứ nhất, nó tạo nên một cái âm mờ vang như một tiếng gọi nó bay xa. Và cái nỗi nhớ đấy nó như là chơi vơi, nó bao trùm toàn bộ không gian và thời gian của mảnh đất miền Tây. Nơi đấy có ký ức, nơi đấy có kỷ niệm, nơi đấy có hình ảnh đồng đội mình, chiến sĩ của mình, yêu thương của mình, đúng không? Đấy là 2 câu đầu. Rồi, trong 14 câu thơ này thì các em thấy là nó xuất hiện rất nhiều những cái địa danh, đúng không? Sông Mã này, Sài Khao này, Mường Lát này, Mường Hịch này, Pha Luông này, đúng không? Mai Châu này. Và nối kết giữa các địa danh đó là gì ạ? Là hình ảnh con đường hành quân đầy gian khổ, gắn liền với một thiên nhiên vừa hùng vĩ, vừa dữ dội nhưng cũng rất đỗi hào hoa, lãng mạn, dịu êm. Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi, đúng không? Đấy. Và lẫn khuất trong cái hình ảnh thiên nhiên vừa lãng mạn, vừa thử thách, vừa dữ dội đấy là hình ảnh người lính hành quân. Người lính hành quân gian khổ. Anh bạn dãi dầu không bước nữa, gục lên súng mũ bỏ quên đời. Dãi dầu không bước nữa, không bước nữa, gục lên súng mũ bỏ quên đời. Người lính đã hy sinh,
Nhưng họ không phải hy sinh vì bom đạn của kẻ thù hay bom rơi đạn lạc, mà họ hy sinh trong chính cái hoàn cảnh khó khăn đó. Nhưng có một cái điều tuyệt vời rất đẹp, đó là gì ạ? Người lính Tây Tiến hy sinh trong tư thế hành quân. Đấy mới là cái đẹp. Đang đi, đang hành quân, đúng không? Họ dừng lại, gục lên súng của mình, mũ của mình và ra đi thanh thản. Đấy là cái tư thế hy sinh đẹp nhất. Hy sinh cũng trong tư thế hành quân, đúng không? Tay vẫn đặt ở báng súng, ngón tay vẫn để ở cò súng và sẵn sàng tấn công. Đấy là cái hình ảnh đẹp nhất, đúng không? Đấy. Và hai câu cuối trong đoạn thơ đầu: nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói, Mai Châu mùa em thơm nếp xôi. Nhớ ôi Thán Từ, đúng không ạ? Nghĩa là cái lúc này tất cả những hình ảnh thân thương nó gõ về, tác giả không thể kìm nén nổi, đúng không? Không thể chịu đựng được nữa và thầm kêu lên trong lòng mình: nhớ ôi, nhớ ơi là nhớ, nhớ quá đi thôi. Nhớ nhất là lúc nào? Khi là khói lam chiều. Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói, đúng không? Đấy. Và cái hình ảnh khói lam chiều nó giúp mỗi con người ta nhớ nhà mình hơn, nhớ quê mình hơn, nhớ yêu thương của mình hơn. Đấy. Mai Châu mùa em thơm nếp xôi. Mùa em là mùa gì? Làm gì có mùa gì gọi là mùa em, đúng không? Vậy thì chúng ta liên tưởng đi. Trong bài thơ Đoàn Thuyền Đánh Cá của Huy Cận, Huy Cận cũng đã gọi cá là em, nhưng mà đấy là cá, đúng không? Đấy. Cá nhụ, cá chim cùng cá đé, cá song lấp lánh đuốc đen hồng, cái đuôi em quẫy trăng vàng chòe. Thế còn Quang Dũng: Mai Châu mùa em. À, vậy thì ta có thể liên tưởng thế này: tất cả những cái gì là thân thương, là yêu thương, là trìu mến, ta gọi là em, đúng không? Và khi cái từ em đấy nó vang lên, nó gần gũi lắm, nó thân thiết lắm, đúng không ạ? Gọi là em, mùa cũng là mùa em, đúng không? Đấy, một cái biểu hiện đấy cũng là em thôi, đúng không ạ? Đấy, nó gần gũi, nó lãng mạn và nó có một cái chất gì đấy rất lính, rất hào hoa. Mùa em thơm nếp xôi, mùa của em, mùa nơi em, mùa đấy là em, gần gũi lắm, đúng không? Và cái hương nếp xôi của mảnh đất Mai Châu Hòa Bình ấy nó cũng cuộn lên, đúng không? Nó cũng níu gìn cái tâm hồn của người lính trên đoạn đường hành quân đầy gian khổ nhưng cũng rất nhiều kỷ niệm, đúng không? Đấy, 14 câu thơ đầu nhá, ý nghĩa nó là thế. Còn phân tích thơ thì các em chú ý đó là gì ạ? Chúng ta chỉ ra các dấu hiệu về từ ngữ, về biện pháp, đúng không? Sau đó đi tìm nội dung, được chưa? 8 câu tiếp. 8 câu tiếp. 8 câu tiếp này thì nó lại chia ra làm hai phần, đúng không? 8 câu tiếp đó là gì ạ? Phải thuộc thơ nhá. Đấy, 100% phải thuộc thơ. Doanh trại bừng lên hội đuốc hoa, kìa em xiêm áo tự bao giờ, khèn lên man điệu nàng e ấp, nhạc về viêng chăn xây hồn thơ. Người đi châu mộc chiều sương ấy, có thấy hồn lau nèo bến bờ, có nhớ dáng người trên độc mộc, trôi dòng nước lũ hoa đông đưa. 4 câu tiếp nào, 4 câu tiếp nào. Cái hình ảnh đó là gì ạ? Cái hình ảnh của đêm liên hoan lửa trại, thấm đẫm tình quân dân, nơi mà người lính đã đi qua, đã dừng lại, đã neo đậu, đúng không? Họ liên hoan lửa trại cùng với đồng bào các dân tộc thiểu số nơi họ đóng quân. Đấy. Doanh trại bừng lên hội đúc hoa, động từ bừng chúng ta chú ý, nó tạo nên một yếu tố bất ngờ, đúng không? Đấy. Nhưng mà yếu tố bất ngờ đấy nó rất là mạnh mẽ. Hội đúc hoa, đúc hoa là từ Hán Việt. Tại sao lại là đúc hoa? Tại sao Quang Dũng không sử dụng là doanh trại bừng lên hội liên hoan mà lại là đúc hoa? Đúc hoa là hoa đèn. Đúc hoa không chỉ là ngọn đuốc, là ánh sáng. Chính vì dùng Hán Việt cho nghĩa của nó nhiều hơn, sâu hơn,
Phải chăng đây không đơn thuần là một đêm liên hoan lửa trại, mà ý tứ của nó dường như là một lễ cưới hỏi giữa tình quân với dân, đúng không? Đã. Kìa em xiêm áo từ bao giờ, những cô gái dân tộc đã chuẩn bị sẵn rồi, đúng không? Xiêm áo từ bao giờ để chuẩn bị cho cái đêm liên hoan lửa trại này. Và những cô gái ấy e ấp như những cô dâu mới về nhà chồng. Đẹp không? Quá đẹp, đúng không? Khèn lên man điệu nàng e ấp. Nhạc về Viên Chăn xây hồn thơ. Ta đặt ra câu hỏi, tại sao nhạc lại về Viên Chăn mà nhạc không về Hà Nội, đúng không? Đấy. Đấy. Tại sao nhạc không về Hà Nội xây hồn thơ mà lại nhạc về Viên Chăn? Ở đây các em chú ý là nó biểu hiện cao của tinh thần quốc tế cao đẹp, đúng không? Chúng ta đang cùng với các đồng chí bộ đội Pathet Lào bảo vệ biên giới Việt Lào, đúng không ạ? Đấy. Và họ mong lắm cái biên giới đấy được giải phóng, và cái niềm vui ấy, sự hân hoan ấy, tin vui ấy bay về thủ đô nước bạn Lào anh em, đúng không? Và chỉ khi đấy thì hồn thơ nó mới được gì à, được cất lên, đúng không? Đấy. Bạn, hai nước bạn Lào, ở Việt Nam Lào mà chúng ta hay thường gọi là nước bạn Lào, đúng không? Có nhiều nước khác chúng ta có gọi là nước bạn Lào đâu, và nước bạn bạn Indonesia hay là nước bạn Nga đâu, ta gọi là nước bạn Lào, đúng không? Đấy, nó thân thiết lắm, thân thiết lắm. Bốn câu tiếp là hình ảnh người đi trong chiều sương, rất độc đáo, đẹp, không hề cô đơn. Người đi châu mộc chiều sương ấy hiện lên là một thiên nhiên Tây Bắc, bây giờ đâu có còn là dữ dội đâu. Chiều sương như lấp đầy hình ảnh người đi, đúng không? Có thấy hồn lau nẻo bến bờ, à lau cũng có hồn, đúng không? Kể cả những cái bông lau cũng có hồn ấy, và nó lẩn khuất đâu đây hồn lau nẻo bến bờ. Hình ảnh người đi rất độc khỏe, có nhớ dáng người trên độc mộc. Độc mộc là một cái thuyền được làm từ thân một cây gỗ, gọi là độc mộc. Mộc là gỗ, độc là một chiếc thuyền bằng một cây gỗ. Dáng người trên độc mộc, nó không cô đơn trơ trọi mà nó khỏe khoắn đến lạ thường. Trôi dòng nước lũ, hoa đong đưa, hoa cũng đong đưa, cũng đưa đầy, đúng không? Cái thiên nhiên nó gợi tình, nó ý tứ, nó mê say, được chưa? Đấy. Thế thì chính những cái điều đấy nó bổ trợ cho thiên nhiên Tây Bắc rất đẹp, đúng không ạ? Đấy. Đấy là 8 câu thơ tiếp theo. Chúng ta sang 8 câu thơ tiếp theo. 8 câu thơ này nội dung của nó là gì nhỉ các em nhỉ? Đó chính là bức chân dung tượng đài người lính Tây Tiến. Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc, quân xanh màu lá giữ oai hùng, mắt trừng gửi mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm. Rải rác biên cương mồ viễn xứ, chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh, áo bào thay chiếu anh về đất, sông Mã gầm lên khúc độc hành. Ở đây ta lại chia ra cả 4 câu thơ đầu. Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc, quân xanh màu lá giữ oai hùng, mắt trừng gửi mộng qua biên giới, đêm mưa Hà Nội dáng kiều thơm. Ở trong 4 câu thơ nhưng lại chia ra là có cả cái vẻ đẹp gì? Hào hùng bi tráng, và có cả cái vẻ đẹp hào hoa lãng mạn của người lính, đúng không? Còn tất nhiên là cái vẻ đẹp hào hoa, đúng không, lãng mạn, cái vẻ đẹp hào hùng bi tráng nó trải dài xuyên suốt cả bài thơ, nhưng mà ở đây ta thấy cái đặc điểm đấy nó rõ nhất, đúng không ạ? Đấy. Và cái việc mà phân tích hình ảnh đoàn binh không mọc tóc này, đấy, quân xanh màu lá giữ oai hùng này, thì chúng ta đã được thầy phân tích rất kỹ rồi, có đúng không? Đấy. Đấy. Như thế nào ta kỹ rồi, bây giờ ta chỉ khái quát lại thôi, đúng không ạ? Vậy thì cái hình ảnh Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc, quân xanh màu lá giữ oai hùng, nó là hình ảnh bi tráng của người lính Tây Tiến. Tại sao lại là bi tráng? Đấy, tại sao lại là bi tráng? Vậy thì ta chia ra bi và tráng, đúng không ạ? Đấy.
Bi là gì? Là buồn. Đúng không? Bi nó biểu hiện cho những cái thiếu thốn vất vả. Đúng không? Người lính cạo trọc tóc hay là do sốt rét rừng mà tóc họ rụng đi. Quân xanh màu lá giữ oai hùng hay là do những cơn sốt rét rừng mà da họ xanh bợt đi. Nhưng vấn đề quan trọng là khắc họa ở tư thế nào, ở góc nhìn nào thì người ta không thể từ chối được cái vẻ đẹp, cái khúc tráng ca của họ. Đúng không? Nghĩa là cái vẻ mạnh mẽ của họ. Một đoàn binh chứ không phải một đoàn quân. Vậy thì từ binh đẹp hơn từ quân rồi. Đúng không? Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc. Cả một đoàn binh đông đảo như vậy không mọc tóc. Đúng không? Chọc lốc nó cũng đã gợi lên một cái gì đấy là khỏe khoắn rồi đã. Đúng không? Đấy. Rồi là quân xanh màu lá, họ lẫn khuất vào thiên nhiên, giữ oai hùng. Các em chú ý là giữ oai hùng chứ không phải là giữ oai hùng đâu nhé. Cái dữ tợn của con hùm đấy, chứ không phải là giữ oai của con hùm. Phân biệt nhé. Nghĩa là cái dữ tợn của con hùm đấy, như một con hổ. Đúng không ạ? Như vậy là cái vẻ đẹp của người lính này là bi tráng. Đúng không? Bi mà không lụy, bi mà tráng cơ, thế nó mới đẹp. Đúng, còn bi lụy thì không nói rồi. Bi lụy thì không nói làm gì rồi. Bi lụy thì không phải là người lính rồi, mà là bi tráng. Đó là khúc tráng ca vượt qua hoàn cảnh. Đấy, cũng giống kiểu như bài thơ về tiểu đội xe không kính đấy. Có đúng không? Đấy. Mặt thì lấm, tóc thì đầy bụi, nhưng mà nụ cười thì rất tươi. Đúng không? Đấy, rất mạnh mẽ, rất khỏe. Cười ha ha. Mặt thì lấm, tóc tai thì bụi, quần áo thì rách, nhưng mà tiếng cười rất trong và rất to. Đúng không? Đấy. Rồi. Mà mắt chừng người mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm. Họ vẫn mộng, vẫn mơ. Cái hay của Quang Dũng đấy là tách cái từ mộng mơ ra. Đúng không? Mắt chừng người mộng qua biên giới, xuống dòng, đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm. Mộng mơ tách ra. Đẹp không ạ? Đấy, dáng kiều thơm là dáng nào? Đấy, những lúc ngừng nghỉ, những lúc giải lao, tâm hồn của họ nhớ về đâu? Nhớ về góc phố hàng cây Hà Nội. Ở đó có bà mình, có mẹ mình, có chị mình, và có cả những hình bóng mà người lính Tây Tiến đã đang thầm thương trộm nhớ. Đúng không? Và Quang Dũng gọi tất cả đó là gì? Dáng kiều thơm. Nó có cái gì đấy, nó lịch lãm của người Hà Thành. Đúng không? Đấy. Cho nên là đi xa nó nhớ lắm. Một cái góc phố nhỏ, một hàng cây nhỏ cũng nhớ. Đấy. Và điều này nó thể hiện một cái tâm hồn làm sao? Lãng mạn của người lính, hào hoa của người lính. Đi đâu cũng không giấu được. Đúng không? Không giấu được. Đấy. Bốn câu tiếp. Rải rác biên cương mồ viễn xứ. Mồ viễn xứ là viễn là xa, xứ là xứ người, xa xứ. Cái ngôi mộ nằm xa xứ. Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh. Và cái từ chẳng này vang lên, các em thấy thế nào? Chẳng. Cái từ chẳng này vang lên nó có một cái gì đấy, nó là bất cần. Ví dụ khi mà chúng ta nói là tôi không cần, tôi không ăn, với lại tôi chẳng cần, tôi chẳng ăn, xem cái sắc thái nó có khác nhau không? Nó khác nhau. Dùng từ chẳng nghĩa là thể hiện cho một cái gì ạ? Bất cần. Nhưng cái bất cần của người lính này là cái bất cần gì? Là cái bất cần thanh xuân của chính bản thân mình. Nó có hại đến ai đâu, nó có làm ai buồn đâu, mà chính họ đang buồn chứ. Nhưng họ không buồn, họ bất cần chính cái thanh xuân của mình, bởi vì cái thanh xuân của họ cống hiến cho đất nước, cho dân tộc. Cho nên cái thái độ bất cần này nó ngạo nghễ lắm, nó đáng yêu lắm, nó đáng trọng lắm, nó đáng được tôn vinh lắm. Đúng không? Đấy.
Rồi, áo bào thay chiếu anh về đất. Sông Mã gầm lên khúc độc hành. Áo bào thay chiếu. Như vậy là Quang Dũng đã đế vương hóa cái chết của người lính. Không có đâu. Không có đâu. Khi người lính Tây Tiến nằm xuống hy sinh, một manh chiếu gói người cũng không có, chứ đừng nói là quan tài. Mà ở đây Quang Dũng lại dùng gì? Áo bào. Cái chết đẹp quá, đúng không? Quang Dũng đã đế vương hóa cái chết của người lính, đúng không? Có thể cái manh áo của người lính rách bợt rồi, gói cái tấm thân đó, nhưng Quang Dũng lại nhìn cái tấm bao đấy là một chiến bào. Một chiến bào. Có tuyệt vời không ạ? Áo bào thay chiếu anh về đất. Không phải là xuống đất, không phải là nằm xuống, mà là về đất. Về với đất mẹ. Đấy là một cuộc trở về chứ không phải là một sự ra đi. Tuyệt vời là như vậy, đúng không? Áo bào thay chiếu anh về đất. Quang Dũng đã sang hóa cái chết của người lính, đúng không? Sông Mã gầm lên khúc độc hành. Câu thơ nó như là có góc, có cạnh. Câu thơ nó như là có âm thanh, đường nét và hình khối. Sông Mã gầm lên trước sự ra đi, hy sinh của người lính. Cả cái thiên nhiên đấy nó cũng cảm nhận được, và nó phản ứng bằng cách nó gầm lên một tiếng tiễn đưa người lính về với đất mẹ. Tuyệt vời lắm, đúng không? Đoạn thơ, khổ thơ, câu thơ có cả màu sắc, có cả đường nét, có cả hình khối. Thiên nhiên cũng nhuốm đầy tâm trạng. Tám câu tiếp. Tám câu tiếp vừa rồi chúng ta đã phân tích, đúng không? Đã tìm hiểu tám câu tiếp. Và cuối cùng là gì ạ? Bốn câu cuối. Bốn câu cuối. Tây Tiến người đi không hẹn ước, đường lên thăm thẳm một chia phôi. Ai lên Tây Tiến mùa xuân ấy, hồn về Sầm Nứa chẳng về xuôi. Sầm Nứa là khu giải phóng Liên Quân. Ai lên Tây Tiến mùa xuân ấy, từ mùa xuân đa nghĩa, vừa là mùa xuân thành lập đơn vị Tây Tiến, nhưng cũng là tuổi xuân của người lính. Hồn về Sầm Nứa chẳng về xuôi, không về xuôi nữa, ở đây cùng với các bạn thôi. Ai lên Tây Tiến mùa xuân ấy, hồn về Sầm Nứa chẳng về xuôi. Nó như là một cái lời thề, nó như là một cái lời hứa danh dự của người lính, là thủy chung, là son sắc, là yêu thương, là vơi đầy, đúng không ạ? Đấy, bài thơ nó khép lại, nó khiến cho tâm hồn người lính, nó khiến cho những ai đã từng là người lính Tây Tiến có một cái cảm giác ấm áp, đúng không ạ? Có một cái cảm giác tự hào, có một cái cảm giác tin tưởng, đúng không? Cái cảm giác tin tưởng. Đấy. Và cái dư âm ấy nó vẫn lưu lại trong tâm hồn bạn đọc, đúng không? Vậy thì những cái yếu tố mà các em cần nắm trong cái bài thơ này, đó là gì? Đó là gì? Đó là cái hình tượng người lính, đúng không? Đó là cái hình tượng người lính. Người lính. Đấy. Đó là gì? Đó là cái vẻ đẹp hào hùng. Đó là cái vẻ đẹp hào hùng. Đó là cái vẻ đẹp hào hoa của người lính. Với một cái bút pháp lãng mạn của Quang Dũng, tất cả nó kết tinh, nó tạo nên vẻ đẹp của gì? Của Tây Tiến. Như vậy, thầy khái quát lại một lần nữa để các em nắm được những đơn vị kiến thức cơ bản của bài Tây Tiến như thế này. Đó là gì? Thứ nhất, về tác giả, nhớ được hồn thơ lãng mạn hào hoa, đúng không? Đấy, lãng mạn hào hoa. Cái thứ hai, bài thơ là gì ạ? Là đơn vị Tây Tiến, là nhan đề. Cái nội dung tiếp theo là bố cục, có thể chia làm bốn phần, bốn đoạn. Và nội dung của mỗi đoạn thầy đã phân tích lại cho các em một lần nữa, đúng không ạ? Đấy. Và về bài thơ này, những cái từ khóa mà chúng ta cần phải nhớ đó là gì? Đó là người lính, đó là hào hùng, đó là hào hoa, lãng mạn.
Tất cả những điều đấy nó làm cho sức sống của Tây Tiến bền mãi trong tâm hồn bạn đọc. Các em thân mến, kiến thức cơ bản của bài thơ Tây Tiến thầy đã truyền đạt đến các em, cộng với cái phần nền tảng mà thầy đã lên lớp phân tích cùng với các em, thì thầy hy vọng rằng là các em sẽ nắm bài và học bài, ôn bài một cách hiệu quả nhất, để nay mai nếu có luyện đề thì chúng ta sẽ dễ dàng xử lý các cái đề thi mà nó liên quan đến bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Chúc em học bài và nắm được kiến thức một cách hiệu quả nhất. Tiết học đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.